nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sự của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, chúng ta bước vào mùa Chay Thánh. Khi bắt đầu bước vào mùa Chay Thánh, chúng ta sức cho trên đầu để mời gọi mỗi người chúng ta trở về với Thiên Chúa. Và trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu được mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, dẫu rằng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng ta, hoặc là những người xung quanh không phải là do ý Thiên Chúa, nhưng qua những cái biến cố đó cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh lòng thương xót của Thiên Chúa hiện diện với chúng ta. Ước mong mỗi người chúng ta mở mắt tâm hồn chúng ta, mở lòng trí chúng ta để nhận ra, nhận biết Thiên Chúa đang hiện diện với chúng ta trong cuộc sống. Trong tâm tình đó, mỗi người chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Hiệp dừng trong thánh lễ hôm nay, xin cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baptista Phạm Đức Hiếu mới qua đời tại Tây Đức, xin lễ tạ ơn và cầu nguyện cho linh hồn Ignacio. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chi dạy chúng con cách chữa lành, nhưng vết thương tội lỗi là ăn chay hãm mình. Xin năng cầu nguyện và chia sẻ cơm sẽ ao cho kẻ con nghèo. Này chúng con nhận biết tình biết mình yêu hẹn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay giúp đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đêm muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giê-trô, tư tế xứ Ma-đi-an. Ông lùa đàn chiên qua sa mạc đến núi Hô-rét là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi? Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai người gọi ông: Môsê, Môsê. Ông thưa: dạ, con đây. Chúa nói: ngươi đừng đến gần đây, hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh. Chúa lại nói: ta là Thiên Chúa của tổ phụ ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Môsê che mặt vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: ta đã thấy dân ta phải khổ cực ở Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than, kẻ đốc công áp bức, ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai Cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật. Môsê thưa với Thiên Chúa rằng: này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi con tên người là gì,
con sẽ nói sao với họ? Thiên Chúa nói với Môi-se, ta là đấng tự hữu. Chúa nói, ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này, đấng tự hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại nói với Môi-se, ngươi sẽ bảo con cái Israel thế nào? Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn đời, đó là danh ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Đó là lời Chúa. Ta sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên
ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã. Đó là lời Chúa. Ta Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilee bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilee ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn thống hối thì tất cả các ngươi sẽ bị hủy diệt như vậy, cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết. Các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn thống hối thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây quả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó chán đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: thưa ông, xin để nó cho nó 1 năm nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và 4 phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, để mà nói về một cái con người nào đó hiểu và cảm thông với chúng ta thì chúng ta hãy nhìn vào Thiên Chúa là vì cảm thông yêu thương chúng ta hết mọi ràng. Trong những tuần vừa qua, mỗi lần chúng ta xem tin tức, chúng ta gặp hoặc là mở những trang mạng, chúng ta thấy những hot news và người ta nói lên cái sự chiến tranh bùng nổ giữa Ukraine và Nga. Đây là một cái cuộc chiến không cân sức giữa một cái cường quốc và một người nước nhỏ bé. Và sau 3 tuần kể ngày chiến dịch do Nga phát động thì máu những người vô tội chảy ra khắp nơi, và hàng triệu người dân Ukraine đã bỏ nhà và đi lánh nạn, và không ai nghĩ máu chảy đầu rơi nơi một thảm khốc ở một đất nước mà đang hiện cái thời hiện đại này coi là tự do văn minh. Và cũng như vậy, Đức Thánh Cha cùng tất cả những người cũng là lãnh đạo cũng nói đến cái việc là hãy kêu gọi, hãy dừng lại. Nhưng chúng ta thấy rằng những điều đó đã làm cho chúng ta một cái suy nghĩ, đó là cảm thông đến con người. Với đức tin và lòng phó thác nơi Thiên Chúa, mỗi người chúng ta vẫn tin thác vào Thiên Chúa và những lời cầu nguyện, giống như lời Chúa hôm nay trong Chủ nhật thứ 3 Mùa Chay giới thiệu cho chúng ta thấy bài đọc 1: Thiên Chúa là đứng cảm thông trước mọi thống khổ của con người. Bài trích sách Sáng Thế cho ta thấy lần đầu tiên Thiên Chúa đã mặc khải cho con người về danh xưng của Ngài. Ngài vừa là đứng từ hữu trong bụi gai bốc lửa, Chúa đã cho Môi-se thấy biết ý định của Ngài là việc sẽ giải phóng dân Do Thái và đưa họ về nơi đất hứa đầy sữa và mật ong, và rồi hứa ban cho
dòng dõi Abraham và dòng dõi của ông đến muôn đời. Và Ngài là vừa là đứng tự hữu, có nghĩa là Ngài có quyền năng, không phải là do bất cứ ai tạo thành. Ngài cũng là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Điều này có nghĩa là những hành động trong lịch sử và được thực hiện nơi cái tổ phụ của chúng ta. Và khi Ngài đã sanh, dân sanh của Ngài, dân sinh của Ngài là tổ phụ của Abraham, Isaac và Jacob. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với dân. Và nếu Thiên Chúa là đứng giàu lòng xót thương thì con người phải sám hối để trở về, để đón nhận lòng xót thương của Ngài. Lời mời gọi sám hối được nhắc đi nhắc lại bởi chính Đức Giêsu Kitô. Và lời sám hối đó là từ bỏ tội lỗi, canh tân đời sống mới. Và theo giáo huấn của Chúa Giêsu, những gì xảy ra chung quanh của chúng ta đều là lời cảnh báo, kêu gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng gặp rất nhiều lần, và bất cứ lúc nào chúng ta cũng có những Philato rửa tay tàn sát và những cây tháp đổ xuống trên mỗi người chúng ta. Nơi khác trong Tin Mừng, chúng ta cũng nghe rất nhiều lần Chúa Giêsu nói với mọi người chúng ta hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng, vì không biết giờ nào, ngày nào Chúa đến với mọi người chúng ta. Và những ai tỉnh thức và sám hối thì sẽ không bị bất ngờ khi Chúa đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thời nào cũng có những người vẫn cứ cứng lòng, vẫn bất tuân đối với Thiên Chúa. Và mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng phải học hỏi bài học lịch sử để nghiệm thấy rằng mỗi chúng ta là được sống trong cái tình thương và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Như trong bài đọc bộ chúng ta nghe đã nói, và Thiên Chúa đã nói, ta đã thấy nỗi thống khổ của dân ta. Chúng ta ngồi đây, chúng ta nhìn thấy cuộc đời chúng ta, đời sống chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta nhìn vào những người thống khổ, của những người bị nạn dịch, của những người động đất và những người chiến tranh, đặc biệt ở Ukraine. Chúng ta cũng thầm nghĩ rằng Thiên Chúa vẫn luôn luôn thấy thống khổ của họ. Nên chúng ta hãy xin Ngài ra tay cứu giúp và ban cho thế giới được hòa bình, như Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trong giờ kinh truyền tin ngày Chủ nhật 13 tháng 3 vừa qua. Ngài đã nói, với nỗi thống khổ tận trái tim, tôi hợp với tiếng nói chung kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh. Nhân dân Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu của dân người thống khổ, hãy chấm dứt để cho con người được sống bình an. Và hãy thống khổ để nhìn ra tiếng của Thiên Chúa, hãy nhìn ra để nhận thấy Thiên Chúa đang hiện diện với chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chiến tranh không phải là hình phạt của Thiên Chúa mà chúng ta đã nghe. Tất cả đều là chiến tranh đến từ sự kiêu ngạo và ích kỷ của con người. Chiến tranh đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giêsu. Và từ cái cuộc chiến tranh, chúng ta thấy liên tưởng tới những cái cuộc xung đột trong đời sống của chúng ta, trong gia đình, trong cộng đoàn chúng ta, hay là trong môi trường xã hội. Thế nên, lời đầu tiên chúng ta cũng hãy nói và quay về với Thiên Chúa, mời gọi chúng ta hãy sám hối đích thực và cố gắng góp phần xây dựng cho những cái cuộc xung đột trong bản thân của chúng ta, gia đình chúng ta. Và đó là điều mà chúng ta hãy xin ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp để chúng ta vượt thắng mọi đau khổ. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng và dâng lên kinh tin kính.
Anh chị em rất thân mến, tình yêu thương hải hà của Thiên Chúa luôn rộng mở trao ban cho tất cả những tâm hồn sẵn sàng đón nhận. Chúng ta hãy biết lợi dụng ơn Chúa ban để sám hối trong mùa chay thánh này. Vậy chúng ta hãy cùng với nhau dâng lời nguyện xin. Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Xin lửa nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn, hôn đúc tâm hồn các vị mục tử để đời sống thánh thiện, sự xả thân trong tác vụ, lòng quảng đại nhân từ, các ngài luôn là lời kêu gọi mọi người trở về cùng Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng tôi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt. Xin cho nguyên thủ quốc gia nhận thức được những biến động trên thế giới như là cách Chúa cảnh tỉnh họ biết tìm về với Chúa trong tinh thần phục thiện và thực thi bác ái. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thưa ông, xin cho mỗi một năm nữa, xin cho tội nhân nhận ra tình thương của Chúa mà can đảm dứt khoát với tội lỗi để sống xứng đáng địa vị làm nghĩa tử của cháu. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ai tưởng mình đang đứng vững tứ kẹo ngã, xin cho mọi Kitô hữu đang được sống trong anh sủng biết đề phòng trước mọi mưu mô kỳ dữ để bảo vệ ơn thánh Chúa ban. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta thinh lặng trong giây phút là chúng ta dâng lên Chúa những lời cảnh nguyện riêng tư của chúng ta và cầu nguyện cho các linh hồn tôi ý chỉ hôm nay. Xin chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ tình thương Chúa chúng con ương trọng trong vườn nho hồi thân, xin cho chúng con luôn biết học thuộc sự sống của ơn thân để bất cứ lúc nào chúng con có thể mang lại hoa trái dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúng con đưa ra lòng ban cho chúng con ban này thảo hoa màu đông đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên ban thưởng sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả đời đất, chúng con cho ra đồng ban cho chúng con rộng này là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên phù hương thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện đi, hy lạy của tôi cũng là của anh chị em. Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin
Lạy Chúa, nhờ những vốn lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình thương tha thứ tội lỗi lỗi lầm của anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhân con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con như lạy Chúa bắt cần xin và chân cũng đầu để tạ ơn Chúa, để Chúa đã thương cho chúng con, để xin đang học cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi tâm phần mình và mau đến Kitô để quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin cho đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức men cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Anthony chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ và tất cả những người hiện diện trong thánh lễ này. Xin Chúa chấp nhận những ước nguyện, ý nguyện mà chúng con dâng lên Chúa những lời tạ ơn Thiên Chúa. Xin Chúa cùng nhớ đến linh hồn Gian Batista, linh hồn Ignacio mà Chúa đã gọi ra khỏi nơi này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lấy trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hai tay được bảo vệ ngay sang tôn nhan Chúa. Chúng con đã xin Chúa thân sắp tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương dư sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Như Xe và các thánh Đức Trinh Nữ, các thánh Tông Đồ, các thánh Từ Đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sắp đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người và mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa thân thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lạy Chúa, tu thế và theo thể thương người dạy chúng ta nhân nguyện về.
soi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để cho trong lòng thương cư dương chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Nay khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phố và được trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đã lấy bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh chúng con được bình an, cho mỗi gia đình chúng con cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa hiện diện nương đỡ chúng con và hợp nhất theo thân y Chúa, Chúa hằng sống và hiện trên muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chính là Chúa đã đem xa tội trần gian của cha được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình báo tin Chúa Giêsu Kitô nhìn dự con và ban cho con được sống muôn đời. Thank you.
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mọi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà Bí Tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin nên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Yeah, it's